Vâng, xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Audio 77. Thì ngày hôm nay cái lô đẩy MF bọn em đã chính thức vệ sinh xong với hai dòng, một dòng MD2006 và một dòng MD2004 các bác nhé, cho công suất của mỗi kênh là 600W và 400W. Đấy, có hai sự lựa chọn cho các bác có thể lựa chọn để phù hợp với cái bộ dàn loa nhà mình. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Một con đẩy MF phải nói là một thương hiệu khá là nổi tiếng của Đức. Thì dòng MF thì các bác biết, nếu như các bác đã sử dụng qua là các bác cũng đã biết rồi, dòng này khá là cho bò luôn, xài được cực kỳ là bền luôn các bác nhé. Thì hiện tại thì cửa hàng bên em với cái dòng 2004 thì bọn em có khoảng 4-5 con thôi, còn chủ yếu là con đẩy dòng 2006 với công suất của đẩy là 600W một kênh. Thì con này nó sử dụng mạch LA các bác nhé. Với cái sản phẩm MF này thì phải nói là chưa bao giờ là hết hot cả. Đây là cái ngoại thất phía bên ngoài của cái dòng MF. Đây, em phải đi sâu vào bên trong cái nội thất luôn. Để không làm mất thời gian của các bác thì em sẽ báo giá ngay trên cái đầu video của em. Với cái dòng MD2004, bên em nó bán với mức giá là 3,5 triệu. Và dòng MD2006 bên em đang bán với mức giá là 5,5 triệu các bác nhé. Thì cái dòng này thì rất là đặc biệt, với cái biến áp rất là to luôn. Đó, có bộ khử nhiễu cho các bác luôn nhé. Có bộ khử nhiễu luôn, thì trong quá trình sử dụng, ví dụ như có xung điện thì bộ khử nhiễu này nó đã giải quyết hoàn toàn những cái vấn đề đó cho các bác, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Và cái dòng đẩy MF này thì lần này nó thiết kế là khá là đặc biệt luôn. Ví dụ như những dòng MF lần trước thì nó sẽ sử dụng là 8 tụ lớn, nhưng mà lần này nó sử dụng tới 2 con tụ nhỏ các bác nhé. Mỗi con tụ của nó là 3300 microfarad. Đây, nó sử dụng 20 con tụ nhỏ. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, sử dụng cực kỳ là cho bò luôn. Dòng này thì em nói thật với các bác là rất là khỏe luôn. Các bác nào đang quan tâm với cái dòng MF này thì phải nhanh tay liên hệ luôn cho em theo số điện thoại để phía dưới màn hình các bác nhé. Và với cái dòng đẩy này thì nó sử dụng nguồn liền các bác nhé. Sử dụng nguồn liền luôn. Đấy, sử dụng nguồn liền luôn, thì những cái dòng mà nó thiết kế nguồn liền như vậy, thực sự những cái dây nguồn của họ rất là bền luôn. Tại những cái dây nguồn liền thì đây là của công ty họ sản xuất rồi, không phải là những cái nguồn rời. Ví dụ những cái nguồn rời thì trong quá trình sử dụng cũng như trong quá trình vận chuyển thì mình sẽ bị rơi rớt mất cái nguồn zin của cái dòng đẩy đó. Nhưng mà riêng với cái dòng đẩy mà họ sản xuất theo cái nguồn liền này luôn ấy, thì những cái dây này họ đã tính được cái công suất và cái hiệu suất tiêu thụ của điện, nên là những cái dây này rất là bền luôn. Đây, dây nguồn liền luôn. Và các bác để ý là những cái dòng mà sử dụng nguồn liền cực kỳ là bền luôn. Thì với những con đẩy này thì nó cũng đầy đủ chức năng trên một con đẩy luôn. Thì nó cũng có 3 chế độ chơi cho các bác luôn. Ở phía sau đây cũng có Baranel, Sister và Bride các bác nhé. Này, đầy đủ ở phía sau luôn. Đây, một con đẩy không thiếu một cái gì hết, mà con dòng đẩy nó cực kỳ là bền luôn. Nếu các bác nào đang quan tâm liên hệ với em luôn theo cái số điện thoại em để phía dưới màn hình các bác nhé. Số lượng thì cực kỳ là ít thôi, cực kỳ là ít, nên các bác phải nhanh tay để mới chốt đơn được. Đang ưng ý thì mình đừng có phân vân, tránh phân vân những cái, ví dụ như những cái bác mà khi em lên sóng livestream các bác chưa chốt được em xong các bác coi lại mới chốt đấy, thì sẽ không còn hàng cho các bác, nên các bác phải nhanh tay chốt đơn thì mình mới giữ được cái con đẩy này đẹp và bền bỉ như này các bác nhé. Và nếu như các bác thấy video này hay và ý nghĩa, cho em xin một like, một nút đăng ký kênh để có những động lực ra những cái video, những cái sản phẩm mới nhất update lên kịp thời cho các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.